Kính thưa quý vị, biểu tình trên khắp Ấn Độ phản đối việc các quân nhân bị giết chết ở biên giới với Pakistan, tin từ Tân Delhi. Cảnh sát Ấn Độ đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông người tụ tập bên ngoài văn phòng cao ủy Pakistan tại Tân Delhi trong ngày hôm nay, trong khi các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước để phản đối việc 5 binh sĩ của Ấn Độ bị giết hại ở vùng biên giới với Pakistan trong khu vực tranh chấp Kashmir. Hôm qua, Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan đã giết chết 5 binh sĩ Ấn Độ dọc theo đường kiểm soát LOC ở Kashmir, đe dọa gây thêm thiệt hại cho cuộc đàm phán hòa bình đã bị đình trệ nhiều lần. Những người ủng hộ của Quốc hội thanh niên đã xuống đường ở Tân Delhi và hô các khẩu hiệu chống Pakistan, trong khi họ diễn hành đến văn phòng cao ủy Pakistan. Cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và vòi rồng đã được triển khai khi những người biểu tình phá vỡ hàng rào và xô xát với cảnh sát. Một người biểu tình tên Kalpana Kapoor đã kêu gọi chính phủ có phản ứng mạnh mẽ chống lại các cuộc tấn công đã diễn ra nhiều lần nhắm vào những người lính Ấn Độ. Đám đông người biểu tình cũng đã xuống đường ở thành phố Amritsar ở miền bắc tiểu bang Punjab của Ấn Độ, trong khi những người biểu tình của thành phố Patna trong tiểu bang Bihar của Ấn Độ đã đốt cháy hình nộm của Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif và Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh. Phó Chủ tịch của Mặt trận chống khủng bố Ấn Độ, ông Mahinder Singh Sidhu đã kêu gọi chính phủ Ấn Độ phải gửi một phản ứng mạnh mẽ để đối phó với Pakistan. Cuộc tấn công hôm qua là một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất kể từ khi hai đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân ký kết một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2003 và có các cuộc đàm phán giữa các quan chức hàng đầu về các vùng lãnh thổ và lãnh hải đang có tranh chấp. Các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ sau khi xảy ra một cuộc đụng độ ở biên giới vào tháng Giêng đã được dự kiến sẽ bắt đầu trở lại trong tháng này. Ấn Độ đang ở dưới áp lực của Hoa Kỳ phải giảm bớt căng thẳng với Pakistan để ổn định khu vực, trong khi lực lượng nước ngoài chuẩn bị rút khỏi Afghanistan. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã đến thăm Tân Delhi trong những tuần gần đây để thảo luận về Afghanistan, nơi Ấn Độ và Pakistan đang tranh giành ảnh hưởng.